Quan trọng nhất cũng ở một người đàn ông theo em là gì? Chân tình. Nãy giờ nói hết, có nhiêu nói hết trơn. Em có thích đẹp trai không? Em là anh gái nên mê trai là điều tất nhiên luôn. Mẫu bạn trai của em á thì nói chung là cao trên mét 7 là được. Đẹp trai khoai to. Đẹp trai khoai to. Đây. Mời nhà gái đi, mời nhà gái đi. Wow, chào Kim. Bây giờ nhà trai nè, giới thiệu trước cho nhà gái nể cái coi. Em chào Quyền Linh. Chào em. Cô Hồng Vân với lại tất cả mọi người à. Em tên là Nguyễn Thanh Chuyết. Nguyễn Thanh gì? Chuyết. Chuyết hả? Vâng ạ, TR. Tên gì mà lạ vậy? Chuyết. TRUIET Chuyết. Bữa nào mình bị mọc đèn là gọi cái tên đó là điên luôn á. Rồi, giới thiệu lại đi Chuyết. Em 28 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Và em kinh doanh tự do. Về lĩnh vực gì? Dạ cầm đồ. Dạ cầm đồ. Cầm đồ. Trời ơi, mình giới thiệu liền đi cưng. Chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn em bên kia. Em tên là Lê Thị Việt Trinh, hiện tại thì em đang công tác tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Em làm khoa sản nữ hộ sinh ạ. Và ngoài ra thì em có kinh doanh thêm shop quần áo online nữa. Đối với em thì nói chung là làm nghề nào thì nó cũng cao quý hết á. Quan trọng á là hai người hợp nhau thôi. Ví dụ anh kẹt quá anh cầm cái điện thoại này lên. Dạ em không cầm điện thoại. Ủa chứ em cầm gì? Dạ chứ là cầm xe với nhà đất được thôi à. Thôi có điện thoại không cầm được thôi cất vô. Cầm mà cũng chê nữa. Thường cầm cái gì cũng được chứ em sao kỳ vậy? Dạ không ạ. Cầm cái lớn lớn thôi đúng không? Dạ. Để vậy định giá đúng không? Dạ. Rồi mời đàn gái. Bây giờ em cho chúng tôi biết được cái điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ điểm mạnh của em là em rất là hòa đồng. Với lại nói thì cũng không ít mà cũng không nhiều. Biết quan tâm đến những cái người xung quanh mình. Dạ, điểm chưa mạnh đó là đôi lúc nói quá nhiều nên là không có kiềm chế được. Cầm đồ nói xịt à. Đúng rồi bên kia nói nhiều phải cầm đồ kìa. Đúng không? Dạ tính của em hơi nóng. Em nóng kiểu như thế nào? Dạ nói chung là nói nhiều thôi. Nếu mà gặp một người vợ của mình la như thế thì cảm nghĩ em sao? Em thấy bình thường à. Tại mình thì mình sai người ta mới nói chứ. Em có những điểm mạnh điểm yếu nào? Em hả? Điểm mạnh của em là gì? Thật sự em không biết nữa. Em điểm mạnh mà nhạc á. Dạ đúng rồi. Ủa là sao anh hiểu? Tại vì ví dụ như mình nhạc á thì mình không có đi tán gái hay mình đi lung tung được. Nhạc nó khác nha. Nhạc nó khác nha. Nhạc anh ạ. Ai cũng nói em nhạc hết á. Ủa vậy hả? Kỳ vậy ta. Rồi em cầm đồ rồi em nói sao? Thì nói trọng tâm vấn đề thôi à. Em nói sao? Thí dụ giờ anh tới cầm đồ này cầm vô cái chiếc xe coi. Dạ. Rồi nói sao? Thì em ra em coi xe. À. Coi xe xong rồi định giá xe người ta thôi. Anh định đi giờ, em định giá đi giờ anh cầm chiếc xe đó. Ví dụ cầm giá 10 triệu hoặc 20 triệu gì đó. Rồi, 10 triệu. Dạ. Anh nói không xe tôi phải cầm 30 triệu. Dạ không. Không, tôi thấy xe tôi là ngon đó. Nhưng mà em không cầm. Vậy chứ cái điểm yếu của bạn là cái gì? Cái gì em cũng có đó chứ không phải là không. Cái gì cũng có nhưng mà không biết cái nào mạnh nào yếu thôi. Có tật xấu không? Dạ có. Ví dụ hay đi nhậu rồi thôi. Nhậu nhiều không? Sương sương à. Sương của em là nhiêu lon em? Dạ ở chừng 8 lon. Trời sương nhưng mà 8 lon. Trời ơi nhà gái ơi em thấy làm sao nè? Dạ em 5 lon. Ồ bên này ta 5 lon đó chú ơi. Đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ em có trải qua một cuộc tình 9 năm. Lý do chia tay là bởi vì trong thời gian mà em còn quen bạn trai em á thì anh có một người phụ nữ khác. Nói nghe nè. Nãy nhìn profile đó là chị thấy em rất là đẹp trai. Wow, nhìn trực diện đẹp hơn em ơi. Có khi nào em định vị cho trong đầu óc mình một cô gái phải như thế nào? Dễ thương, hiền, không cần cao lắm đâu, da trắng, mặt xinh, trung tình, dễ bảo. Nếu mà có răng khểnh nó nhìn nó dễ thương. Nếu mà khểnh đều luôn được không? Không, khểnh một cái thôi. Cái thôi hả? Ừ. Nhưng mà lý do gì mà tới bây giờ em chưa có không mà gia đình? Dạ tại vì ai cũng nghĩ như vậy hết á. Còn em nói em chưa có người yêu thì cái bảo xạo. Nhưng thật sự là em có người yêu chưa? Hồi xưa em có quen người à cách đây cũng lâu lắm rồi. Mấy năm? Khoảng chừng 7 năm rồi. Tại vì hồi xưa em còn nhỏ mà, hồi xưa em nít lắm. Hồi xưa là cái mối tình mà thiếu nhi mà. Tức là 7 năm qua em chưa rung động như cô gái nào khác. Vâng. Hồi đó anh có thằng bạn, nó cũng thất tình lần. Chứ nó không yêu con gái, nó quay qua yêu con trai. Bậy anh vậy. Có không? Không, sao vậy được. Có không? Không, em mà BD thì em chích thuốc nhiều lắm á. Người em cơ thế này. Vậy thì bây giờ làm sao để rung động với cái đối tượng ngày hôm nay đấy? Biết đâu biết đâu được. Anh thấy sao? Ảnh 7 năm qua anh không rung động với ai đó. Dạ không, tại vì em nghĩ là chưa có gặp được người thôi. Rồi ví dụ trong cái việc mà phải về làm dâu thì em tính sao? Việc làm dâu không có thành vấn đề. Những cái gì mà em ghét nhất ở đàn ông là gì? Dạ vũ phu. Anh này anh hiền khô thấy không? Với lại gái. Ôi yên tâm 7 năm trời không rung động với một con mắm nào hết. Sợ nó không rung động với con gái nữa đó. Cái điều quan trọng nhất của ở một người đàn ông theo em là gì? Chân tình. Nãy giờ nói hết, có nhiêu nói hết trơn đó. Em có thích đẹp trai không? Em là anh gái nên mê trai là điều tất nhiên luôn. Mẫu bạn trai của em á thì nói chung là cao trên 1m7 là được rồi. Đẹp trai khoai to. Đẹp trai khoai to. Cái vụ khoai tôi không biết rồi. Cái đó là tôi cũng không bao giờ dám hỏi ha. Ông đi hỏi nhỏ người ta, ông nói nhỏ lại cho tôi nói nhỏ cho cổ. Dạ hàng độ. Dạ hàng độ. Hàng độ. Độ. Hàng độ là hàng gì em biết không? Tôi không biết luôn á. Ông Linh nói sao tôi nói y chang vậy đó. Mà tại yêu cầu làng gái thì mình phải hỏi. Thì đó thì đúng rồi. Yêu cầu thì tôi hỏi đó. Rồi xong. Độ lên cũng được. Độ lên cũng được. Không có độ lên mà tự nó đã độ sẵn. Yên tâm. Nói chung chuyện đó thì anh không đảm bảo. Tự mọi người biết. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi ha. Em gái đi với ai? Em đi với lại các cô đồng nghiệp, với lại các bạn và bạn thân của em. Trước tiên là cho em gửi lời cảm ơn chương trình và gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quyền Linh. Cô nữa giận đi về giờ. Dạ vậy em xin lỗi chị Hồng Vân ạ. Chị tha lỗi. Gửi lời chúc sức khỏe đến em Minh Chuyết và Việt Trinh. Thì mình cảm nhận được là cũng cần có một cái gì đó bù trừ đấy. Với Việt Trinh của nhà mình ở cơ quan ấy, thì cháu rất là tốt tính, làm việc rất là có trách nhiệm. Mong là hai cháu sẽ tự tìm hiểu tiếp. Ở Chuyết ấy, có vẻ hiền, từ từ và điềm đạm, chắc chịu nổi cái tính là cái tông khá cao của cháu. Này Chuyết đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn ạ. Chào chị, chào anh. Chào em. Thấy Việt Trinh sao nào? Dạ em thấy dễ thương ạ. Em thấy hai người có thể hợp với nhau không? Dạ em nghĩ là hợp ạ. Ở nhà Chuyết có ai theo đuổi không? Dạ hình như là nói chuyện hơi vô duyên đó thành ra. Không có duyên lắm á. Em thấy Chuyết có thương ai vòng vòng sớm nữa không? Không ạ. Chuyết có tâm sự dẫn ai về nhà không? Không ạ. Chuyết có đi chơi với bạn trai không? Dạ có. Đi ăn nhậu đồ ạ. Rồi bây giờ mình gặp nhau rồi mình cảm nhận về nhau và chúng ta mở rào. Tới luôn, tới luôn. Em là cầu được ước thấy đó. Muốn răng khểnh là có răng khểnh. Tới luôn. Da trắng là có da trắng. Tới đâu? Tới đâu? Tới tặng bông. Ủa rồi nên có quà cáp gì không vậy? Có. Em tặng. Rồi. Cảm ơn. Coi cái gì trong đây. Nhận quà rồi đưa cho ông Quyền Linh là sao trời? Coi kiểm tra giùm. Nhát quá mày làm phụ luôn cho. Dây nịt. Sao giống bông tai rồi này kia. Đâu bông tai. Người ta dòm từ xa thế. Dây nịt. Lấp lánh bọc ly đông. Dòm tưởng bông tai rồi. Rồi tặng có cái bông à hả? Dạ không phải đâu. Tại bông chương trình á. Đồ quà của em đâu. Tại vì em đi lạc. Là đặt đến đây rồi. Nhưng mà đi lạc. Đi lạc cái hai vòng luôn á. Trời ơi. Tới mức mà bông chương trình đưa nó cũng nói nữa. Trời ơi, nhỏ tặng cái dây nịt đẹp quá nè. Không, cái này không có vấn đề, về Đồng Nai là xong hết. Là tặng sao đúng không? Nhưng mà hồi nãy là đi lên là có chuẩn bị quà không? Thôi đừng hỏi, nó nói tùm lum hết trơn vậy. Phải hỏi chứ. Lúc đầu là chuẩn bị ở nhà rồi. Chuẩn bị cái gì? Dạ, bông. Bông hả? Dạ. Bông bự. Bông bóng không? Bó bông á. Một bó bông rồi dạ. Xong sao không cầm đi? Là tại vì đi nó quên. Quên? Đi quên xong rồi lên Sài Gòn này kiếm chỗ mua nhưng mà đi lạc đường. Em cảm nhận cô gái này thế nào? Em dễ thương à? Em gái cảm nhận anh thế nào? Dạ, dễ thương. tới mức vậy? Phải đẹp trai thôi, dễ thương hả? Đẹp trai mới chịu đó. Đẹp trai rồi khoai vài to nữa. Dạ. Đẹp trai rồi khoai vài to nữa. Rồi. Thì hàng độ 14 ly thôi. Hàng độ 14 ly thôi. Câu trả lời đã chịu chưa? Anh có thấy thích ăn thịt mỡ không? Ăn thịt mỡ hả? Ừ. Ăn thịt mỡ. Vâng ạ, cũng có. Cái nồi thịt kho mà không có mỡ sao ăn? Nó nạt không ăn dở lắm. Đúng ạ. Lần đầu tiên mà gặp ở dưới đó thì em mới đi đâu? Anh đi xem phim được rồi anh. Tại vì đi xem phim trong rạp chiếu phim nó cũng tối lắm. Dạ. Nếu vậy thì mình đi nhậu luôn cho nó lành vậy chứ. Em thích xem phim gì? Dạ em xem phim hành động Mỹ anh. Biết hỏi gì vậy? Em nhìn ở cô gái này em thích điều gì nhất? Cười. Cười, đúng là cười rất là tươi. Tại sao? Tại vì sao? Cô ấy răng khểnh đúng không? Dạ. Em có mong muốn mình lấy vợ không? Dạ cũng nghĩ tới mới đi vậy. À, ba mẹ ở nhà có hối gì chưa? Dạ có. Nhát như con gái vậy thấy chưa? Giờ qua nắm tay Trinh đi. Rồi cảm giác nào hơn? Đó, cầm vô, đó. Rồi đó, sao nè. Nhìn vô mắt bạn đi. Nhìn vô mắt bạn á Chuyết. Dạ vâng ạ. Nhìn vô bạn thấy này. Sao Chuyết? Em thấy nó mềm. Nắm luôn hai tay luôn. Tay bên kia nữa. Tay bên kia nó cầm hoa rồi. Cầm hoa thì kệ cầm hoa. Mình cũng nắm tay đi đó. Chủ động lên đó. Bây giờ nè, em nói cho bạn mới biết cảm giác của em thế nào đi. Nói với bạn đó đi. Nói bây giờ mình thấy trong người thế nào nói luôn đi. Nhìn tim đập hơi nhanh một chút ạ. Đó, rồi tim đập nhanh là có gọi là có. Em nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi nè. Ôi đi cô gái mà vậy chết rồi nè. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Bạn gái là một người rất bản lĩnh nha. Đừng có liếc qua đây. Nhìn 30 giây nè, không được liếc qua đây. Để xem. Trong đôi mắt em. Thấy gì? Em thấy gì đôi mắt ấy? Thôi kệ người ta đi. Nè bây giờ tôi với ông Minh Họa nè. Tôi với ông Minh Họa ra đây. Trong đôi mắt anh. Hát á. Không. Trong đôi mắt em anh là tất cả. Là tình yêu. Nó buông luôn rồi. Trời ơi chết rồi. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả nha. Chuẩn bị. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa đi các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Tại sao em không bấm? Em không biết đâu. Hả? Thì cảm thấy nó chưa tới thôi. Còn em thì sao? Sao em lại không bấm? Nói chung là tại vì khi em nắm tay ảnh thì em chưa có cảm nhận được cái điều gì hết.